Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng thân mến, Diệu Linh đã quay trở lại với một vị khách hàng đang xóa xăm tại thẩm mỹ Ohio. Và ngày hôm nay là buổi xóa xăm thứ hai của anh. Đây là anh Thái quý vị ạ. Quý vị có thể quan sát là hình xăm của anh khi đến với thẩm mỹ Ohio trong buổi đầu tiên. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại không ạ? Đó là một cái hình xăm tì hưu ở hai bên vai của mình và hình xăm rất là đậm màu quý vị nhé. Và ngày hôm nay đang là buổi thứ hai của anh khi đến với thẩm mỹ Ohio. Và thẩm mỹ Ohio đang xử lý cho anh trong buổi thứ hai. Thì quý vị có thể nhìn thấy là hình xăm buổi đầu tiên so với buổi thứ hai đã mờ đi rất là nhiều rồi ạ. Vâng ạ, chúng ta có thể zoom sát hơn vào hình xăm ở bên vai của anh. Đây là buổi đầu tiên. Nó rất là đậm màu, rất là sắc nét. Và đây là buổi thứ hai ạ. Trực quan quý vị có thể nhìn thấy là quan sát qua hình ảnh thì quý vị có thể thấy là hình xăm đã mờ đi rất là nhiều. Gần như là tất cả các cái phần đánh bóng đã mờ đi 50-60% rồi. Còn lại là những cái phần xăm khung thôi, là vẫn còn đậm màu thôi. Đó, quý vị có thể thấy không ạ? Và trực tiếp lúc nãy thì chúng tôi cũng đã phỏng vấn khách hàng cũng như là người đồng hành của anh, tức là vợ của anh. Thì vợ anh cũng đã nhận định là gần như là hình xăm đã mờ đi tầm khoảng 60% rồi so với cái buổi đầu tiên. Và đây là một cái kết quả rất là tốt, da của khách hàng đã đáp ứng rất là tốt quý vị nhé. Vâng, và ngày hôm nay trong cái buổi thứ hai mà chúng tôi đang xử lý hình xăm cho anh bằng công nghệ Piconi 450 thì chuyên gia có thể chia sẻ một chút là hiện tại cái hình xăm của anh đang được đáp ứng như thế nào và ngày hôm nay buổi thứ hai thì nó còn đáp ứng tốt như cái buổi đầu tiên không ạ? Chào các bạn. Đối với hình xăm của anh thì ở cái vị trí này thì nó sẽ tương tác rất là tốt thôi, vì ở cái phần da này thì nó rất là khỏe. Đấy, nên là và cái vị trí, thứ nhất là vị trí thì nó cũng tương tác tốt này. Rồi thì là màu mực của anh thì ở đây thì anh xăm chủ đạo là màu mực xanh và màu xanh đen ấy. Đấy, và cái duy nhất thì có mỗi là cái phần khung thôi, cái đường nét của phần khung thì là đi hơi sâu, nó hơi đậm màu, thì chúng ta sẽ mất thêm một số buổi nữa để mình loại bỏ cái phần mực ở cái phần khung. Còn với cái bên trong lòng của cái phần hình xăm này thì nó là mực phủ, thế nên thì ở như các bạn thấy là ở ngay một buổi đầu thôi là nó đã nhạt rất nhiều và nó chuyển màu, các bạn nhìn rõ rồi, nó đã chuyển màu sang nâu. Thì ở cái buổi này thì sau cái buổi này đến một buổi nữa mình sẽ xử lý một cái mực sáu khác, là mình lại bỏ được hoàn toàn với cái mực phủ. Vâng ạ, tức là hiện tại thì hình xăm của anh với cả làn da của anh đang đáp ứng rất là tốt điều trị đúng không ạ? Và hiện tại nền da của anh vẫn đang được rất là bảo toàn và không có một cái dấu hiệu gì là có sẹo đúng không ạ? Vâng ạ, vâng, và bây giờ xin mời chuyên gia sẽ tiếp tục xóa đi hình xăm trên phần lưng của anh. Đó, quý vị ơi, quý vị có thể thấy là đây là một cái kết quả rất là tốt, một vị khách hàng thực tế đang điều trị xóa xăm tại thẩm mỹ Ohio và ngày hôm nay là buổi thứ hai thôi mà hình xăm của anh đã mờ đi rất là nhiều rồi. Theo nhận định của chính khách hàng đã mờ đi khoảng tầm 60% rồi và có thể là với cái kết quả này thì hình xăm của anh cũng sẽ mờ đi rất là nhanh thôi. Trong những cái buổi tiếp theo thì chuyên gia cũng có thể sử dụng một cái bước sóng khác để tác động lên cái phần hình xăm của anh để có thể loại bỏ hoàn toàn những cái màu mực. Và chắc chắn là khi đến với thẩm mỹ Ohio, tất cả những quý vị khách hàng xóa xăm khi thẩm mỹ Ohio đều có thăm khám cũng như là đưa ra những cái nhận định phù hợp về màu mực này cũng như là về độ nông sâu để đưa ra một cái liệu trình phù hợp nhất cho quý vị khách hàng quý vị nhé. Quý vị thân mến, thẩm mỹ Ohio đang sử dụng công nghệ độc quyền và là công nghệ hiện đại nhất cho tới thời điểm bây giờ, đó chính là công nghệ Piconi 450. Với công nghệ này thì chúng tôi cam kết với quý vị là hình xăm sẽ sạch 100% màu mực sau một cái liệu trình ngắn duy nhất và tuyệt đối là không để lại sẹo, trả lại nền da như ban đầu cho khách hàng. Và kính thưa quý vị, cái cơ chế tác động của Piconi 450 lên hình xăm của khách hàng đó chính là cái cơ chế tác động phá vỡ cấu trúc màu mực để màu mực có thể nhỏ ra và tự bài tiết ra ngoài qua mạch bạch huyết của cơ thể của chúng ta. Về nhà thì quý vị cũng có thể kiêng một số những cái sản phẩm gây sẹo như là thịt bò, rau muống này. Nếu mà muốn là đỡ ngứa hơn thì chúng ta có thể là kiêng da của thịt gà nữa và kiêng trứng nữa. Đó, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ kiêng những cái sản phẩm chất tẩy rửa như là sữa tắm, những cái chất tạo bọt và không tránh cái việc kỳ cọ lên cái vùng da nhạy cảm của chúng ta để vùng da của chúng ta có thể phục hồi nhanh hơn quý vị nhé.
Và quý vị cũng có thể là sử dụng uống thật là nhiều nước, bổ sung nhiều nước cho cơ thể của chúng ta để hỗ trợ cho việc là đào thải mực xăm ra ngoài. Có thể là tập thể thao nhẹ một chút để cơ thể của chúng ta toát mồ hôi nhiều hơn quý vị ạ. Như vị khách hàng của chúng tôi là đang giữ cái nền da rất là tốt và hình xăm mờ đi rất là nhanh quý vị ạ. Và quý vị có thể thấy là đây là một cái hình ảnh một rất là thuyết phục tại thẩm mỹ Ohio đúng không ạ? Và nếu như mà quý vị khách hàng cũng đang tìm một cái cơ sở xóa xăm uy tín thì quý vị cũng có thể tìm đến với thẩm mỹ Ohio tại số 208 Hoàng Ngân Hà Nội hoặc là tại thành phố Hồ Chí Minh là số 138A Nguyễn Đình Chiểu phường 6 quận 3. Khi mà đến với chúng tôi thì các bác sĩ sẽ thăm khám cho quý vị cũng như là đưa ra một cái liệu trình xóa xăm phù hợp nhất cho quý vị nhé. Trước khi mà đến với thẩm mỹ Ohio thì khi mà anh tìm hiểu một cái đơn vị xóa xăm thì anh cũng khá là lo lắng vì rất là sợ khi mà xóa xăm thì màu mực sẽ không hết và để lại sẹo trên nền da của anh thì thực sự là nó sẽ không thẩm mỹ một chút nào, mặc dù là nó chỉ là ở đằng sau lưng thôi, nhưng mà chúng ta cũng không muốn là trên nền da của chúng ta có được những cái vết sẹo đúng không ạ? Và đấy là cái điều mà anh cũng khá là lo lắng khi đến với thẩm mỹ Ohio. Và thực tế là chúng tôi đã đưa lại một cái kết quả cũng đến thời điểm bây giờ thì cũng gọi là tạm hài lòng đối với anh rồi. Và để mà chúng ta hài lòng 100% thì chúng tôi sẽ gửi đến hình ảnh của quý vị anh Thái sau khi mà đã xóa hết sạch 100% màu mực trên da của mình quý vị nhé. Và trước khi mà kết thúc livestream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cho quý vị xem lại cái hình ảnh của buổi đầu tiên cũng như là cái kết quả của buổi thứ hai. Vâng ạ, không biết là qua màn hình quý vị có nhìn thấy rõ không ạ? Đây là buổi đầu tiên khi anh đến với thẩm mỹ Ohio. Đó. Màn hình có thể zoom sát lại một chút để có thể nhìn rõ hơn cái màu mực đậm và sắc nét của anh. Còn đây là hình ảnh tì hưu của anh sau một buổi xóa xăm. Đây là những cái phần đã đào thải mực xăm qua buổi 1 và đây cái phần là phần đang tác động buổi 2 quý vị nhé. Phần này của chúng tôi là chưa tác động một chút nào này. Đó, đây là kết quả sau buổi 1. Sau khi mà đã đào thải ra rồi. Vâng ạ, kết quả rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và nếu như mà quý vị cũng đang có hình xăm và muốn xóa đi thì hãy đến ngay với thẩm mỹ Ohio quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ và tin tưởng thẩm mỹ Ohio. Còn bây giờ thì livestream của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.